cái tiếng tôi sử dụng hiệu ứng harmonics. Chúng ta có thể tùy chỉnh hiệu ứng harmonics bằng cách bấm nút edit. Mình xoay nút số 1 tới cái gọi là FX2, sử dụng FX2 hay FX1 đều được. Rồi chúng ta xoay cái nút số 3 sang cái gọi là harmonics, đây có harmonics sẵn rồi, nó enter. Rồi. Ở bên trái chúng ta chọn một voice, tức là nó cho ra một cái giọng bè thôi. Thực ra nó có thể cho ra nhiều giọng bè khác, dụ hai giọng bè mono, hai giọng bè stereo hạn. Rồi ở giữa tương với nút số 2 là cái tông, tức là chọn cái tông tương với cái bài hát mà chúng ta muốn. Đã chúng ta chọn cái tông la trưởng pha tăng thứ sử dụng cho cái bài Cemetery Gates, đánh tông đó, còn pha tăng thứ bà của nó là tương với nút số 3, bà quản trừ 3. Rồi còn ở cái bài auto thì tôi chọn cái tông lưu trưởng là thứ, tôi bấm nút enter để qua trang khác, nó nhiều trang, trang số 2. Cái thông số của cái tiếng bè đó là nó trễ bao nhiêu mili giây, nó feedback lại bao nhiêu. Level tương ứng nút số 3 là âm lượng của cái tiếng bè đó, nó chỉnh âm lượng cho nó vừa nghe. Thường âm lượng của tiếng bè nó phải nhỏ hơn tiếng người ta gốc, tôi chỉnh là 68. Direct level là âm lượng của cái tiếng chúng ta nó để 100 max. Chúng ta có thể bấm right, tức là exit enter cùng lúc đó, bấm enter nữa để lưu lại, enter cái nữa. Love of a guitar.